Chào mừng các bạn đến với bản tin bóng đá sáng ngày hôm nay 16 tháng 1. Những thông tin mới nhất xoay quanh bóng đá Việt Nam sẽ được gửi đến từ các bạn trong bản tin sáng ngày hôm nay. Mời các bạn cùng lắng nghe. Các bạn thân mến, trong phần tin sáng sớm ngày hôm nay mời các bạn đến với những tin tức chính sau đây. Chuyên gia Ả Rập sợ đội nhà nhận chơi đắng trước Việt Nam. Huấn luyện viên Park Hang-seo chia nửa buồn vui trước trận gặp Ả Rập Xút. Quang Hải và cuộc chiến với máy quét mang tên Al Manki. Thầy Park đang cô đơn trên cuộc hành xác đầy vinh quang. Mời các bạn cùng đón nghe. Chuyên gia Ả Rập Xút lo đội nhà nhận trái đắng vì lợi thế của Việt Nam. Các bạn thân mến, cây viết Saud Al-Mutab lo ngại là tuyển Ả Rập Xút có thể thừa nhận kết quả sốc trước tuyển Việt Nam trên sân Mỹ Đình ở vòng loại World Cup. Như đã thấy là ngày mai, tuyển Việt Nam của chúng ta sẽ tiếp đón đội khách Ả Rập Xút ở trận lượt về vòng loại thứ 3 World Cup với mục tiêu là chúng ta phấn đấu có điểm số đầu tiên. Đội khách thì phấn đấu mục tiêu là giành 3 điểm để duy trì nguyên đầu bảng B. Đội bóng Thầy Á này có đẳng cấp vượt trội với thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo và cũng từng ngược dòng giành thắng lợi 3-1 trong ngày ra quân. Tuy nhiên, dù đội nhà được đánh giá cao hơn rất nhiều nhưng truyền thông Ả Rập Xút vẫn bày tỏ sự lo ngại về chuyến hành quân sắp tới của đội nhà. Giới chuyên môn Ả Rập Xút cảnh báo đoàn quân của ông Rena hoàn toàn có thể phải nhận kết quả sốc trước Việt Nam trên sân Mỹ Đình. Theo đó thì cây viết Saud Al-Mutab của tờ Kura tỏ ra đầy thận trọng khi tuyển Việt Nam hưởng lợi thế cực lớn khi được chơi tại sân nhà. Cụ thể, cây viết này phân tích: trên lý thuyết, chúng ta mạnh hơn tuyển Việt Nam về mặt kỹ thuật và có sự ổn định hơn ở mọi tuyến. Trong khi đó, Việt Nam tỏ ra bất ổn khi phải chơi với nhiều đội hình trong các trận đấu trước. Tuy nhiên, có một số yếu tố quan trọng không thể không kể đến sẽ khiến cho tuyển Việt Nam chiếm lợi thế hơn. Đó là việc họ được thi đấu tại sân nhà dưới sự cổ vũ của người hâm mộ. Điều này đã được thể hiện ở trận đấu với Nhật Bản mới đây. Họ đã trình diễn một bộ mặt khác hẳn và tạo thế trận mạnh mẽ, gây ra nhiều khó khăn cho đội Nhật và chỉ chịu thua tối thiểu. Trong khi đó thì như đã chuyển đến các bạn là chia sẻ trong buổi họp báo trước trận đấu, huấn luyện viên Park Hang-seo cũng khẳng định là đã phân tích và nghiên cứu rất kỹ lối chơi của Ả Rập Xút và cuối cùng đã tìm ra điểm yếu của đối thủ này. Hy vọng là tuyển Việt Nam của chúng ta sẽ khai thác được những sơ hở này để tạo nên bất ngờ ở trận đấu ngày mai. Kính thưa quý vị và các bạn đang nghe tin trên kênh YouTube Điểm Tin Bóng Đá. Để không làm phiền đến quý vị và các bạn khi đang nghe tin, kênh sẽ không đặt quảng cáo ở giữa video. Rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị và các bạn. Nếu thấy hài lòng, hãy để lại một like hoặc một góp ý ở phần bình luận dưới video. Xin trân trọng cảm ơn và mời các bạn tiếp tục với phần tin ngày hôm nay. Quang Hải và cuộc chiến với máy quét Al Manki. Các bạn thân mến, tiền vệ tấn công Nguyễn Quang Hải bên phía tuyển Việt Nam sẽ giáp mặt với cú máy quét Al Manki bên phía Ả Rập Xút. Với Quang Hải thì cầu thủ mang áo số 19 vẫn luôn là niềm hy vọng lớn trong mỗi đợt tấn công của tuyển Việt Nam trong mọi trận đấu. Những tình huống xử lý bóng một chạm khéo léo, dứt điểm hiểm hóc của Quang Hải đang thắp lửa và niềm tin cho tuyển Việt Nam. Ở trận đấu với Nhật, Quang Hải là một trong những cầu thủ chơi hay nhất bên phía tuyển Việt Nam. Thậm chí là màn trình diễn của anh còn được giới chuyên môn đánh giá rằng là không thua kém gì những ngôi sao tầm cỡ ở J-League, giải vô địch quốc gia Nhật Bản. Quang Hải có thừa sự tự tin và tâm lý chiến thắng, nhưng để có thể tạo nên một sức bật tốt tràn trề về phần sân của Ả Rập Xút thì Hải Con sẽ cần phải vượt qua được Al Manki, cái tên được huấn luyện viên Rena tin tưởng ở vị trí máy quét của đội bóng này. Khác với Quang Hải có sở trường tấn công thì Al Manki là một tiền vệ phòng ngự đúng chất. Với việc có nhạc trưởng Al Farai quán xuyến trong nhiệm vụ tấn công thì vai trò của Al Manki là cố gắng chiến thắng trong các pha tranh chấp tay đôi với đối thủ nhiều nhất có thể. Đây cũng là chân sút đã thi đấu cả 5 trận đã qua của tuyển Ả Rập Xút và là một trong máy quét cực kỳ lợi hại trong sơ đồ 4-2-3-1 mà Ả Rập Xút đã và đang thực hiện dưới thời ông Rena. Huấn luyện viên Park chia nửa buồn vui trước trận gặp Ả Rập Xút. Các bạn thân mến, huấn luyện viên Park Hang-seo chắc chắn sẽ cần phải có tính toán về kế hoạch sử dụng nhân sự cho tuyển Việt Nam ở trận đấu với Ả Rập Xút tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Như vậy là tối ngày mai thì đội bóng của chúng ta sẽ gặp lại Ả Rập Xút ở lượt về vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á trên sân Mỹ Đình. Được thi đấu tại sân nhà dưới sự cổ vũ của các khán giả nhà, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo hy vọng là có thể tạo nên bất ngờ với kết quả tốt hơn sau khi từng dẫn trước rồi để thua ngược ở trận lượt đi. Trước thềm trận đấu, tình hình nhân sự của đội tuyển đã có nhiều thay đổi khi huấn luyện viên Park Hang-seo loại 3 cầu thủ là Văn Toản, Nhâm Mạnh Dũng, Hồ Thanh Minh. Mới đây, chiến lược gia người Hàn Quốc lại chia nửa buồn vui về lực lượng của đội tuyển.
Theo đó, tiền vệ Trần Minh Vương vẫn chưa đủ sức khỏe và khả năng cao là tiếp tục vắng mặt ở trận gặp Ả Rập Xê Út vào ngày mai. Cầu thủ thiếu biên chế của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai đã bình phục chấn thương đầu gối nhưng chưa hoàn toàn đạt thể trạng tốt nhất. Trước đó thì tiền vệ 26 tuổi này cũng không góp mặt trong danh sách đăng ký ở trận gặp Nhật Bản. Với việc Minh Vương đảm bảo thể lực, ban huấn luyện tuyển Việt Nam quyết định sẽ cất tiền vệ này để lấy lại sức khỏe tốt nhất chuẩn bị cho giải vô địch Đông Nam Á sẽ khởi tranh vào ngày 5 tháng 12. Trong khi đó thì trung vệ Trần Đình Trọng lại mang đến những thông tin tích cực về tình hình chấn thương. Đình Trọng đang có những dấu hiệu hồi phục tốt sau khi bị giãn dây chằng cổ chân ở buổi tập trước màn so tài với Nhật Bản. Do vậy thì Đình Trọng cũng sẽ không kịp trở lại cho trận đấu ngày mai. Theo chẩn đoán thì cầu thủ đang khoác áo Hà Nội FC cần khoảng 2 tuần để bình phục. Huấn luyện viên Park Hang-seo đang cô đơn trên cuộc hành xác đầy vinh quang. Các bạn thân mến, với 5 trận thua liên tiếp, hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo đang trở thành một cuộc hành xác thực sự. Nhưng đây là cuộc hành xác đầy vinh quang. Nói về vấn đề của huấn luyện viên Park Hang-seo cùng với tuyển Việt Nam sau chuỗi 5 trận toàn thua ở đấu trường vòng loại World Cup khu vực châu Á, chuyên gia bóng đá Kamesek chỉ ra mấu chốt. Vấn đề lớn nhất là sau 4 năm, bóng đá Việt Nam không có thêm ngôi sao nào. Quả tình là sau 4 năm, thầy Park gắn bó với bóng đá Việt Nam và thu về không ít những thành công vang dội, trong tay ông thầy người Hàn Quốc vẫn chưa thể có thêm một Quang Hải, Văn Hậu, Đình Trọng hay Hùng Dũng, thậm chí là Công Phượng nào. Trong khi đó thì những Xuân Trường, Tuấn Anh, Văn Thanh hay Phan Văn Đức dần xuống sức. Cần nhớ là thành tích lọt đến vòng loại cuối cùng World Cup của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo đang là đỉnh trong lịch sử của bóng đá Việt Nam. Không cần nói đâu xa, dưới thời huấn luyện viên Miura hay Hữu Thắng, liệu người hâm mộ nước nhà có dám mơ ngoài Đông Nam Á hay chỉ mong ngóng ngang tầm với Thái Lan đã là thỏa mãn lắm rồi. Thế hệ vàng mà huấn luyện viên Park Hang-seo đã từng và đang có trong tay hẳn nhiên là thế hệ tốt nhất của bóng đá Việt Nam trong lịch sử. Đây không cần phải bàn cãi. Nó chính là thứ bột siêu hạng giúp cho huấn luyện viên Park Hang-seo gọt nên hồ từ đấu trường Đông Nam Á, châu lục rồi vươn ra biển lớn với cột mốc lịch sử là vòng loại cuối cùng này. Nhưng mà khi thế hệ vàng đó đang dần mai một vì chấn thương, khi Công Phượng đã bước gần đến ngưỡng gần 30 tuổi, khi phía trước tuyển Việt Nam của chúng ta là những đấu trường lớn, rộng hơn, cần chinh phục thì đúng là suốt 4 năm qua, sau thế hệ vàng của những Quang Hải, Công Phượng, Đình Trọng, Văn Hậu, Hoàng Dũng, Tiến Linh, bóng đá Việt Nam đang đi vào ngõ cụt khi không thêm bất cứ ngôi sao nào xuất hiện. Là do chu kỳ, do thầy Park bảo thủ hay do yếu tố nào đó về mặt tâm linh khiến cho chúng ta và huấn luyện viên Park Hang-seo phải lâm vào thế, giờ khóc giờ cười khi đang ở những thời khắc quan trọng nhất để bóng đá nước nhà chuyển mình. Huấn luyện viên Park Hang-seo quả thật là cũng có một chút bảo thủ, nhưng cũng phải thông cảm cho vị huấn luyện viên người Hàn Quốc, bởi thực tế là sau thế hệ vàng này thì bóng đá trẻ Việt Nam liệu có thêm những điểm sáng nào để cho ông có thể đãi cát tìm vàng thêm một Quang Hải, một Văn Hậu hay một Công Phượng Đình Trọng mới. Tung Thanh Bình vào sân với sự kỳ vọng trung vệ trẻ này có thể làm quen với sân chơi lớn, rốt cuộc thì thầy Park đã nhận quả đắng sau khi nhận về 2 bàn thua từ lỗi lầm của cầu thủ trẻ này. Và cay đắng nhìn Trung Quốc đánh bại đội nhà ở những phút cuối cùng của trận đấu để tay trắng vẫn là tay trắng. Đẩy Văn Toản và khung thành tuyển Việt Nam để đối đầu cùng Oman, rốt cuộc thì thầy Park cũng ăn thêm quả đắng nữa khi thủ thành trẻ này quá non nớt khi để cho quả phạt góc của đối phương rơi vào đầu mình đi thẳng vào lưới. Văn Hậu, Trọng Hoàng dính chấn thương, hai cánh của tuyển Việt Nam tan hoang với hai sự thay thế mang tên Văn Thanh và Hồng Duy. Với khoảng cách quá chênh lệch giữa vai chính và vai đóng thế, liệu thầy Park có thể không bảo thủ? Ở lứa U23 hiện tại của bóng đá Việt Nam, sự chênh lệch thực sự là còn gấp bội khi đem so sánh với hai lứa U23 từng thành công cùng huấn luyện viên Park Hang-seo. Chưa nói đến Quang Hải hay Văn Hậu, Công Phượng, thậm chí tìm nổi một cầu thủ U23 Việt Nam hiện tại có thể so sánh với Hà Đức Chinh hay Xuân Trường, Văn Thanh ngày nào cũng đã là điều quá tốt. Trước thực tại phũ phàng đó thì liệu thầy Park sẽ lấy gì để sánh bước với bóng đá Việt Nam trong tương lai? Không hề là đen đủi khi lứa cầu thủ trẻ của Việt Nam hiện tại là không có được sự xuất sắc như thế hệ vàng. Nhìn Học viện Hoàng Anh Gia Lai, Arsenal, GMG thì rõ. Ngay sau khi chia tay Arsenal, Bầu Đức chia tay nốt GMG để tự hào bằng lực lượng thầy vườn của đội bóng phố núi thay vì bằng giáo viên và giáo trình đẳng cấp quốc tế như thế hệ Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh từng được học. Theo cựu giám đốc điều hành của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai Huỳnh Mau, sự thay đổi đến từ những khó khăn về tài chính. Đó có lẽ cũng là lý do để cho PVF, Học viện bóng đá trẻ, từng là thế hệ ngang ngửa với Học viện Hoàng Anh Gia Lai GMG ngày nào cũng đã được chuyển giao. Bản hợp đồng mới ký với PVF của huấn luyện viên Park Hang-seo chỉ có giá trị 1 năm
thay vì 2 năm như những bản hợp đồng trước. Có lẽ cuộc hành xác ở vòng loại World Cup khu vực châu Á đã làm cho huấn luyện viên Park Hang-seo phải nghiêm túc xem xét lại sự gắn bó của mình với bóng đá Việt Nam trong tương lai, khi những viên gạch quan trọng mà ông đã được đặt cho bóng đá Việt Nam bây giờ đang trơ trọi, không có ai để tiếp gạch để xây nên bức tường thành công lâu dài. Các bạn thân mến, trên đây xin gửi đến quý vị các bạn bản tin bóng đá sáng ngày hôm nay 16 tháng 11. Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.